Và bên cạnh cái việc là tuổi nào hợp để xây dựng thì sẽ đang thấy rằng là một cái câu hỏi được rất là nhiều quý độc giả quan tâm, đó là sơn màu nào hay là trang trí như thế nào thì nó sẽ phù hợp ạ. Và đó cũng là nội dung của câu hỏi tiếp theo. Một câu hỏi nữa đến từ bạn khán giả nữ có tên là Minh Nguyệt, có hỏi anh Đức Trung. Đó là chào thầy, em sinh năm 1979, chồng em thì sinh năm 1978, con trai đầu thì sinh năm 2001, con gái nhỏ thì sinh năm 2005. Và dự định của hai vợ chồng là xây nhà vào đầu năm 2021, không biết là có hợp tuổi hay không? Và cổng nhà thì định sơn màu vàng thì có hợp mệnh không ạ? Rất là chi tiết. Rồi, cảm ơn anh chị. Về câu hỏi này chúng ta sẽ trả lời theo từng phần nhé. Một khoa phong thủy có 102 tại Việt Nam, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phong thủy, được tổ chức duy nhất một lần trong năm, khóa học Kích Tây Lộc 2021, liên hệ ngay 1900 2292. Thứ nhất là anh chị hỏi này, anh chị sinh năm 1979 là Kỷ Mùi này, chồng sinh năm 1978 Mậu Ngọ này, con trai đầu sinh năm 2001 là tuổi Tân Tỵ, và con gái là 2005 là tuổi Ất Dậu. Dự định là làm nhà vào đầu năm 2021 Tân Sửu, không biết có hợp tuổi không. Đấy, và trước tiên chúng ta dừng lại phần đó, cái phần tư vấn cổng ta sẽ nói thêm. Ở đây rằng là anh chị đưa thông tin nhưng mà không thấy là có hướng nhà. Đấy, do vậy là không biết là hướng nhà anh chị là hướng gì. Đấy, bây giờ là câu chuyện anh chị hỏi là đầu năm 2021 thì có hợp tuổi không? Đây là cái câu hỏi mà rất nhiều quý vị vẫn cứ bị lầm tưởng đấy, là bởi vì đưa ra một loạt các thông tin tuổi gia đình 79 Mậu, 79 Kỷ Mùi, 78 Mậu Ngọ, rồi 2001 Tân Tỵ, 2005 là Ất Dậu đấy, đấy, tương đấy tuổi nhà tôi như thế thì năm 2021 tôi làm thì có được hợp tuổi hay không? Không được. Cái việc mà xây nhà hay không chúng ta vẫn bàn với nhau, không phải do câu chuyện tuổi tác mà do câu chuyện là trạch đất đấy tọa hướng như thế nào. Do vậy ở đây là anh chị vẫn chưa có đo được hướng nhà mình và chưa cung cấp thông tin là hướng nhà mình tọa hướng là hướng gì và bao nhiêu độ. Do vậy không thể là đánh giá được việc đó là cái hướng đấy năm 2021 có làm được hay không. Thì anh chị có thể xem lại cái video mà Đức Trung có chia sẻ với các quý vị và các bạn những hướng nhà mà chúng ta tuyệt đối không nên làm trong năm 2021. Vâng. Thì chúng ta sẽ đối chiếu lại với lại cái hướng nhà mình sau khi đo bằng cái thiết bị đo là ứng dụng La Bàn Việt như này. Các anh chị đo xem là hướng nhà mình hướng gì, bao nhiêu độ bằng cái thiết bị là ứng dụng La Bàn Việt. Các anh chị lên kho ứng dụng là CH Play hoặc là iOS, chúng ta vào App Store, chúng ta gõ là La Bàn Việt và tải ứng dụng của Tam Nguyên về. Thì sẽ đo chính xác là hướng nhà mình hướng gì và bao nhiêu độ, thì khi đấy chúng ta tương ứng đối chiếu xem là cụ thể đấy là hướng gì, chúng ta biết rằng là hướng đấy năm 2021 mình có làm được hay không, chứ không phải rằng là tuổi gia đình mình như này thì có làm được hay không, có động thổ được không, cái đấy không phải quan trọng. Do vậy là ở đây là thiếu thông tin thôi, chưa thể giải đáp các anh chị được nhá. Do vậy các anh chị đặt câu hỏi đến chương trình thì cố gắng là đưa thông tin bao gồm là họ tên, năm sinh các thành viên gia đình, hướng nhà là hướng gì và bao nhiêu độ này. Và đặt câu hỏi tiếp theo là có sửa được hay không, có làm được hay không, làm vào tháng nào thì cái thứ thì chúng tôi sẽ tư vấn chính xác hơn. Rồi tiếp nữa là các anh chị hỏi về tiếp theo, đó là cổng nhà em định sơn màu vàng thì có hợp mệnh hay không. Cái cổng hay là cái ngôi nhà thì chúng ta lại không phải là sơn theo hợp mệnh. Ở đây các anh chị ở gia đình anh chị 4 người thì bây giờ là lấy theo mệnh nào, đúng không ạ? Lấy theo mệnh của ai, lấy theo mệnh của chồng thì vợ sẽ cũng ăn thua là tại sao không sơn theo mệnh của em. Đấy, các con thì cũng thích là sơn theo mệnh mình thì chẳng hạn, thì cuối cùng cả nhà loạn lên vì không biết là mệnh ai mà sơn, mệnh ai mà sơn. Do vậy là sơn cái cổng, sơn cái nhà nó không phải theo mệnh của ông trời chủ, nó không phải mệnh của bất cứ ai cả. Vậy thì theo cái yếu tố nào? Cái việc mà sơn màu cổng, mà sơn màu mặt tiền ngôi nhà hay sơn màu ngôi nhà đã căn cứ trên tọa và hướng của ngôi nhà. Đấy, sơn tọa hướng ngôi nhà. Thế cho nên rằng là ở đây là cũng không biết là ngôi nhà anh chị đã tọa gì hướng gì, do vậy không thể nào đánh giá được, giải đáp được cái việc ngôi nhà đấy sơn màu gì, hay là cái cổng sơn màu gì. Do vậy là cái cổng mà sơn màu vàng thì hợp mệnh hay không, nó là cái câu hỏi đặt câu hỏi là đã sai ngay từ đầu rồi. Do vậy là không thể nào như mà, vậy là chi tiết được. Như vậy là yếu tố nào chúng ta cũng cần xét trên cái việc là tọa hướng của căn nhà đấy, đúng không? Đúng rồi, vì rằng là tọa hướng ngôi nhà thì nó tạo ra yếu tố vận khí. Vì rằng là tọa hướng ngôi nhà thì nó tạo ra yếu tố về nạp khí. Cái ngôi nhà nó xác định ra hướng thì nó xác định ra cái yếu tố về trường khí đón nhận vào ngôi nhà. Bởi vì hướng đấy nó xác định từ cửa chính, mà cửa chính là nơi nạp khí. Do vậy là chúng ta phải biết tọa hướng ngôi nhà, chúng ta mới đánh giá được cái tọa hướng đấy nó có được tốt hay không. Chứ không có tọa hướng thì chị cũng không thể nào mà luận giải được. Rất là cảm ơn câu hỏi của bạn Minh Nguyệt ạ. Rất là cảm ơn chị. Tuy nhiên là rất là tiếc bởi vì là mình đưa thông tin thì nó chưa được đầy đủ. Nên là có lẽ là để mà được tư vấn kỹ hơn thì chị có thể về chúng ta cùng xem xét lại về tọa hướng của căn nhà mình và gửi thêm về cho phong thủy Tam Nguyên để trong những lần sau thì chúng ta sẽ cùng nhau để giải đáp ạ. Và đây cũng là một cái lưu ý cho quý khán giả, nếu như mà muốn đặt câu hỏi về cho phong thủy Tam Nguyên, chúng ta nên gửi đầy đủ thông tin để được chuyên gia tư vấn kỹ hơn và chính xác.
hơn là cái việc là chúng ta chỉ đưa thông tin về tuổi như thế này ạ. Rất là khó để có thể cùng đưa ra lời khuyên. Và cùng đi sang câu hỏi tiếp theo thì xin được gửi tới anh Đức Trung câu hỏi của một bạn khán giả sinh năm 1971, tức là tuổi Tân Hợi ạ. Thì bạn có hỏi là tuổi này thì hợp với hướng nào? Một số người nói thì hợp với bốn hướng, đó là Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam và hướng Tây. Vậy thì theo thầy thì đúng nhất đó là hướng nào ạ? Một câu hỏi của quý gia chủ sinh năm 1971 Tân Hợi. Thưa anh chị rằng là các anh chị vẫn thường xuyên đọc ở trên mạng và trên internet rất nhiều những cái thông tin khác nhau về việc tôi hợp hướng nào. Bởi vì rằng là theo cái suy nghĩ đơn thuần của các anh chị rằng là chọn được hướng hợp là mình sẽ đạt được tất cả cho phong thủy, thì điều đấy lại không phải. Cái việc mà tuổi hợp thì nó lại chỉ là một phần thôi, mà trong cái đó thì chọn cái hướng mà hợp với tuổi mình thì phong thủy định long của tam hợp thì cũng không có phải là xét theo cái kiến thức như này. Vì rằng là các anh chị đang xét theo kiến thức của bát trạch, tức là tuổi 1971 Tân Hợi thuộc cung Khôn, đúng không ạ? Tức là thuộc Tây tứ mệnh, do đó sẽ có bốn hướng hợp, đó là hướng Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam và Tây, tương ứng các cái hướng ví dụ như là diêm niên, thiên niên, sinh khí, phục vị. Đấy, và các cái hướng còn lại, tức là bởi vì nó có tám hướng mà nó chia ra là bốn hướng tốt và bốn hướng xấu, thì bốn hướng còn lại sẽ là bốn hướng xấu. Đấy, là ngũ quỷ thiệt mệnh, rồi là lục sát, rồi là họa hại. Tuy nhiên rằng là trong phong thủy chính tông tam hợp thì chúng tôi không có xét như thế, và các phong thủy sư cao cấp trong hiệp hội phong thủy diệp thế giới phân hội tại Việt Nam thì cũng không có sử dụng kiến thức này để mà tư vấn. Do vậy rằng là các anh chị đọc kiến thức vừa rồi thì cũng chỉ là mang tính chất tham khảo cho vui thôi, chứ không có ứng dụng được, không ứng dụng được. Và các cái cuốn sách của bát trạch minh cảnh thì tuyệt đối các anh chị cũng không có nên nghiên cứu và đi vào ứng dụng, bởi nó có nhiều cái bất cập trong cái kiến thức. Áp dụng sai kiến thức phong thủy thì nó dẫn đến nhiều cái bất cập lắm. Do vậy là xét theo định long của tam hợp phái thì đối với tuổi 1971 Tân Hợi này, anh chị nên lựa chọn cái trạch đất đó là hướng Đông Bắc, hướng Bắc hoặc là hướng Tây Bắc. Đấy, chúng ta nên lưu tâm lựa chọn cái hướng Tây Bắc hoặc hướng Đông Bắc hơn là hướng Bắc, bởi vì rằng là hướng Bắc mà các anh chị ở nhà hướng Bắc này thì nó cũng hợp đấy, nhưng mà nó dễ rơi vào cách cục là phiếm thủy đào hoa. Do đó rằng là ở lâu thì nó cũng không vượng liên quan đến việc hòa hợp vợ chồng và đào hoa, đặc biệt là đào hoa đối với người trạch chủ. Do vậy rằng là chúng ta nên lựa chọn ưu tiên là hướng Tây Bắc hoặc là hướng Đông Bắc mà thôi. Cái này xét theo định long của tam hợp, chúng tôi dựa trên cái yếu tố về sự hòa hợp giữa can chi nạp giác, tất cả mọi thứ nó phải hài hòa, chứ nó không phải theo bát trạch mà các anh chị luận ra là hướng Đông trạch rồi là Tây trạch, nó sai hoàn toàn các anh chị nhé. Do vậy rằng là các anh chị có thể lựa chọn cái trạch đất như thế để các anh chị tiến hành là nơi cư ngụ. Còn lại nếu mà lựa chọn cái trạch đất mà bây giờ là bảo là trạch đất tôi chọn được hướng Tây Bắc và theo Đông Bắc như thầy nói rồi, bây giờ là nó có tôi muốn xây dựng nhà thì có làm được không? Đây thì đấy lại câu chuyện tiếp theo, là chúng ta lại phải xét xem là cái vận khí của cái trạch đất đấy vào năm 2021 thì nó có làm được hay không, hay bất cứ năm nào thì vào cái lưu liên vận khí đấy thì nó có được làm hay không. Đấy, thì ví dụ hướng Đông Bắc chẳng hạn, thì các anh chị chọn hướng Đông Bắc thì Đông Bắc nó bao gồm ba sư, nữa là Sửu, Cấn, Dần cơ. Thì nếu anh chị chọn được cái hướng là hướng Đông Bắc nhưng nó vào cái hướng Sửu chẳng hạn, mà các anh chị muốn động thổ năm 2021 thì khuyên là không nên động thổ năm 2021 mà để năm khác, bởi vì hướng Sửu đây là hướng Thái Tuế, đơn giản vậy thôi. Đấy, do vậy rằng là có hai khái niệm, đây là hợp long và hợp vận. Thì hợp long thì chúng ta nên lựa chọn theo cách khác chứ không phải là bát trạch minh cảnh, còn hợp vận thì chúng ta lại xét cái vận khí từng năm hướng đấy có được vận hay không để mà động thổ. Xin cảm ơn anh chị và chúc các anh chị chọn được cái trạch đất nó ưng ý hợp ý. Như vậy là với câu hỏi vừa rồi thì chúng ta cũng rút ra được rất là nhiều những cái bài học. Đó là đôi khi là quý vị cũng đừng quá tin vào những cái thông tin mà được lan truyền ở trên mạng xã hội, ở trên internet. Bởi vì đôi khi những cái kiến thức ứng dụng trong dân gian như thế nó lại không được theo đúng như khoa học khi mà áp dụng vào trong đời sống thực tế của chúng ta. Đúng rồi. Và rất là cảm ơn câu hỏi vừa rồi ạ.